Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức ở các sao Hàn. Ngày hôm nay có tin tức gì đáng chú ý, chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Nổi tiếng với mối quan hệ rộng khắp showbiz, vì chàng trai sở hữu visual nằm top thế giới của BTS luôn gây ấn tượng với fan bằng việc thành bạn bè của rất nhiều người nổi tiếng trong và ngoài ngành. Mới đây nhất, anh chàng đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi xuất hiện cùng với ông trùm của P-Nation, P-Psy. Việc hai hiện tượng Billboard của Hàn Quốc xuất hiện chung một khung hình đã không khỏi khiến fan cảm thấy thích thú và vui mừng, gọi là khoảnh khắc lịch sử của K-pop. Câu chuyện về P-Psy và V càng trở nên xúc động hơn khi mà các fan nhanh chóng tìm lại được một khoảnh khắc xưa cũ của V khi đề cập đến P-Psy. Anh chàng thật thà chia sẻ, nghệ sĩ em yêu thích nhất là P-Psy. Mỗi khi nghe những bài hát của anh ấy, em lại ước mình có thể thành công như vậy. Chắc chắn rồi, em phải trở nên thành công như anh P-Psy. Và nhiều năm về sau, mong ước của V đã thành sự thật, thậm chí còn vượt xa ngoài mong đợi. Ngoài ra, các fan còn lục lại một khoảnh khắc vô cùng đáng giá khi V nhảy theo giai điệu của Daddy tại sân khấu Encore chúc mừng chiến thắng của P-Psy tại chương trình Inkigayo. Anh chàng tỏ ra thích thú với ca khúc của P-Psy và điều này nhanh chóng gây ấn tượng với chủ nhân của ca khúc. P-Psy sau đó đã đưa cả mic của mình cho V hát. Đối với cậu fanboy như V lúc bấy giờ, chắc hẳn là một trải nghiệm vô cùng đáng giá. Sau khi kết thúc chương trình, V còn trực tiếp gửi lời cảm ơn tới P-Psy qua Twitter của nhóm. Với tư cách là một người hâm mộ, có cơ hội nhảy cùng với tiền bối P-Psy, một người em rất trân trọng bấy lâu thì thật sự rất tuyệt. Em nghĩ cả đời làm fan của em không còn gì nuối tiếc nữa rồi ạ. Cả sân khấu của anh ở Sketchbook nữa, tuyệt vời lắm luôn. Chúng đã giúp em nhận ra, à hóa ra biểu diễn thật sự là như vậy. Chúc mừng tiền bối với vị trí quán quân ạ, ký tên V. Đáp lại tình cảm của anh chàng, P-Psy cũng gửi lời cảm ơn ngay dưới bài đăng. Cảm ơn V, hãy luôn giữ một trái tim nhiệt huyết và cùng nhau cố gắng nhé. Gần đây, P-Psy cũng dành những lời khen có cánh cho BTS sau khi biết tin nhóm đã nổi tiếng ở thế giới với kỳ tích top 1 Billboard Hot 100. Tôi thật sự cảm thấy rất tự hào về các chàng trai BTS. Họ xứng đáng với sự quan tâm từ khán giả. Tôi nhớ rằng đã từng gặp họ vào thời điểm BTS mới ra mắt. Bản thân tôi lúc đó đã thấy rằng đây sẽ là một nhóm nhạc làm nên chuyện trong tương lai. Và tôi muốn nói với họ rằng dù có quảng bá ca khúc ở nước ngoài được bao lâu cũng đừng coi đó là gánh nặng. Và cuối cùng họ đã thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu châu Á. Với tất cả những thành tích lịch sử mà P-Psy và BTS mang về cho nền âm nhạc Hàn Quốc và tình cảm ngưỡng mộ lâu năm mà V dành cho P-Psy nói riêng, thì tấm hình chụp chung này thật sự mang rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta hãy ghi nhớ lấy khoảnh khắc này, khoảnh khắc top 1 Billboard Hot 100 trong 2 tuần liên tiếp đang ôm chầm lấy top 2 Billboard Hot 100. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kbiz 24 giờ. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào của các sao Hàn đến từ Kbiz 24 giờ nhé.